Dạ. Đúng mùi mình thích không nè? Dạ, mùi thơm lắm chị, thì dễ chịu đó. Không nhìn thơm, y dầu thơm luôn. Thơm thiệt. Dạ anh ơi, em cũng không biết tặng anh cái gì á. Em là bên ngành cưới á, cho nên là em sẽ tặng anh bộ đồ vest ha. Trời ơi, mở ra luôn. Dạ, anh cũng muốn mà thử đi coi nó có vừa không. Đào, mở ra luôn đào, thử luôn đào. Thử luôn nha chị. Thử luôn. Thôi, ngại quá. Thay xin luôn, thay xin. Trời ơi. Wow, mặc luôn đào, mặc luôn đi chị. Ấy cái cổ ra cưng. Ấy cái cổ cho anh cho nó chỉnh chu xong. Hiện tại thì em đang kinh doanh hai tiệm áo cưới ở Thủ Dầu Một Bình Dương. Một mình em mà có hai tiệm kinh doanh là của một mình em hết đó. Em gầy lên, em quản lý hết luôn. Dạ đúng rồi ạ. Trời, rất là giỏi nha em. Còn bên Nam là tiệm rửa xe, cũng là dịch vụ phục vụ khách hàng. Chăm sóc khách hàng luôn á. Anh nghĩ rằng hai em là có một cách giao tiếp với khách hàng rất là tốt mới làm được điều đó. Nhà trai giới thiệu một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Cái khả năng giao tiếp thì em cũng có chút, nhưng mà không biết đó là ưu hay là khuyết, tại vì cũng nhiều bạn gái cũng không thích em. Sẽ lỡ trong khuyết điểm của em thì nhiều lắm, kể không hết. Thí dụ vài cái khuyết điểm đi. Ở giờ rồi khuyết điểm mà là với không gọn gàng. Ở dơ mà không gọn gàng nó còn mệt dữ nữa. Nóng tính. Ở dơ không gọn gàng, ta nói cái nóng tính. Cái là ta. Ủa nhưng mà ở dơ ngày anh tắm mấy lần? Dạ không, cơ thể thì không có nổi dơ, nhưng mà cái phòng ngủ cơ thể nó phòng ngủ sạch. Dơ đúng không? Phòng ngủ bừa bộn đúng không? Thậm chí cái chỗ rửa xe nó sạch hơn cái phòng ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi, tại cái đó là khách nó tới rồi mình phải chăm chút cái đó. Còn cái phòng ngủ mình đâu có ai vô đúng không? Dạ. Nửa vợ vô, vợ lo cái phòng ngủ được. Thôi để hỏi bên đây coi tính tình ta có gọn gàng không nè. Dạ gọn gàng. Gọn gàng có sạch sẽ không? Dạ có, tại vì em làm bên ngành cưới á. Ừ, thì đó thì để hỏi vậy để mai mốt bù lợi cho anh kia. Điểm mạnh của em đó là em sống tự lập. Em giỏi giờ về giao tiếp. Em rất là đam mê kinh doanh. Em máu kinh doanh dữ lắm. Và em rất là biết cách lấy lòng người lớn. Cắp vô một cặp là coi như lấy hết tiền của thiên hạ. Đúng luôn á. Ghê thiệt chứ. Không chừa phần ai. Chào chị. Chị ở bên đây chị ấn tượng với cái giọng nói của em ghê luôn. Cái voice của em rất là chắc. Cảm ơn chị. Mà nó vang á. Những người đàn ông vậy thường hay thành đạt á. Em thấy anh Quyền Linh không? Giọng anh thấy ghê không? Bởi vậy MC quốc dân là vậy đó. Vậy là Đào có mấy mối tình rồi? Em có gia đình và em ly hôn khoảng 7 năm nay rồi. Có con chưa? Em có con? Dạ có rồi, một bé gái 13 tuổi. Dạ. Ở với mẹ? Dạ. Ta hay nói là con chim mà nó bị thương rồi đó thì nó ngại đậu lên những cành cong, nhưng mà anh chưa kiếm được cái cành nào thẳng nó chắc là nó không có dám đậu. Vậy thì nói ra nó hơi yếu xíu, nhưng mà thực tế là như vậy. Chia tay đó là ai chủ động trước? Cả hai cùng chủ động chị. 7 năm qua thì có gặp lại nhiều không vậy em? Dạ tụi em vẫn giữ liên lạc ở góc độ bạn bè để tạo điều kiện chăm sóc con. Chăm sóc cho con. Dạ. Có khi nào mà ta nghĩ người ta nói tình cũ cũng rủ cũng tới không? Dạ cũng có một chút giai đoạn, nhưng mà nó cũng lâu rồi, nhưng mà cả hai cũng nhìn nhận là không được thì không thể được. Dạ không thể được nữa, giống như cái đinh nó đóng vào cái miếng dán là rút ra vẫn còn cái lỗ. Người đàn ông thế để đàn gái hiểu đúng rồi rõ hơn về đàn trai. Nhưng mà con gái em nó có đồng ý cái chuyện là nếu mà em có người mới không? Dạ có, cách đây hai bữa em có nói. Bé vẫn nói là ba lên đó thì ba cũng nói là ba có một người con là con nha. Thấy thương á, đã bằng tuổi Bí Ngô với lại Lê Mạc Dẻ đó. Thành ra là cái tuổi đó là tuổi nhạy cảm lắm á. Mà em vui, em đồng ý cho ba em thì mọi chuyện là suôn sẻ hết, không có vấn đề gì. Không có, nó nhằn cũng mệt lắm. Đó không, em không chịu là cũng mệt lắm á. Ok, rồi bây giờ hỏi tới nhà gái nè. Em có ngại về cái vấn đề anh nó một lần gãy đổ không? Dạ không sao ạ, tại vì thật sự thì em cũng đã từng ly hôn rồi ạ. Ồ, tức là ly hôn bao lâu rồi? Dạ được 2 năm rồi ạ. Được 2 năm, lý do? Chung là cũng do hai đứa em thôi ạ, chứ không phải riêng vì một mình ai hết. Dạ. Rồi em có con chưa? Dạ có, em có một bé gái 2 tuổi. Ở với bà ngoại. Ở với bà ngoại, nói chung là ở bên mẹ đúng không? Dạ, rồi đúng bà rồi. Ngoại canh giùm. Dạ. Chăm sóc giùm. Dạ. Vậy tổng cộng nhà có 2 gái đó. Bé 2 tuổi nữa đó. Rồi đến qua coi nhà gái sao nha.
Đào 42 tuổi, cũng đâu có lớn tuổi gì lắm đâu. Nhìn trẻ lắm nghe, 42. Con chào chú Nguyên Linh. Trời ơi, em gái xinh đẹp. Chào anh thôi, để anh để chú bị tổn thương. Chú đó. Cũng được, chú bác chào, thì cũng được. Chào chú cả. Là anh bị tổn thương đó cưng. Không sao đâu, chú bác thì cũng được hết. Dạ. Chú là idol của con á. Chú là idol của con á. Cảm ơn con nha. Rồi, bà nhà gái mong muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, thì con cũng đã từng đổ vỡ rồi thì... Cái vấn lý do mà quan trọng nhất đó là con bị thiếu thốn về tình cảm á. Cho nên là con muốn mẫu người sau này của con á là giàu tình cảm, không có sống vô tâm. Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Cao 1m7 trở lên. 7 trở lên. Tại vì con cũng lùn quá. Cho nên là con muốn bạn trai của con cũng cao cao chút xíu. Bạn trai của con là không hút thuốc, không vũ phu nha. Và phải đam mê kinh doanh giống như con cũng thích kinh doanh vậy lắm. Con thích bạn trai con là đam mê kinh doanh để có thể dạy cho con nhiều bài học hay về kinh doanh này nọ. Đây đam mê kinh doanh có rồi đó. Dạ. Nhưng mà còn cái hút thuốc, nhậu nhẹt, vũ phu gì đó. Sự là cũng không thích người đàn ông vũ phu và chắc chắn là em không có tính đó. Nhưng mà hút thuốc thì em có, với lại 1m7 thì em không tới. Tại vì em có 1m65 mà. Thường mà em là mặt ngầu lắm, mặt lạnh lắm. Nên hay là gọi em là Đào lạnh lùng là vậy. Vừa lùng mà mặt lạnh nữa là lạnh lùng. Ở bên đây thì thấy rằng là bạn gái đang muốn 1m7 thì anh nghĩ rằng đây 1m65 mang dài lên cũng không sao ha? Mang dài 7 phân lên, từ giờ ta mang cả tất không à. Thành rồi. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ, nay em đi với em gái của em chơi thân ạ. Chào em gái. Rồi. Dạ. Dạ, con chào chú rồi, Quỳnh Linh và cô Hồng Vân ạ. Dạ, con là em của chị Bích ạ. Thì em thấy anh này cũng rất là dễ thương. Với chị của em rất là giỏi về kinh doanh. Dạ. Nói chung chị em rất là mạnh mẽ luôn. Nếu mà được thì em mong hai người lại thành một cặp ạ. Rồi. Anh cảm ơn em. Nói rất là xúc tích luôn á. Trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với một người anh họ của em là anh Minh, với lại một số anh em đồng nghiệp. Thì anh rất là trẻ, dùng tại để râu nhìn hơi già. Xin chào chương trình, chào MC Hùng Vân. Dạ, anh chào. Chào MC Quyền Linh. Tôi là anh của Ngô Đình Đào. Dạ, anh em là anh em họ mà chơi với nhau, cũng như là anh em ruột thân lắm. Cho nên là mình biết tính em mình, nói chung là nó rất đam mê, mà nó là chân thật, là chịu khó nữa. Bây giờ tôi nhận xét về cô là Bích đây. Mà tôi thấy là cô này dễ thương à, ngon à. Ngon à, trắng coi như bông bưởi à, chứ không có giỡn à. Xinh đẹp á. Cái nước này, nước D à, chứ không phải nước đó, hết, chính xác. Cho nên là anh thấy như này Đào, dạ. Hai người thấy thì nói chung là một người thì đã từng gãy gánh, một người thì cũng lỡ chuyến đò. Anh thấy là nó hợp, thì em và Quýt thì mình cho nhau một cơ hội ha. Cũng mong cho cặp đôi này là vợ thành chồng, để anh đi đám cưới, đi mô tô rồi mình làm rước dâu đồ với ồn ào đồ, đúng không? Rồi, xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào. Anh chào em. Anh chào em. Quá trời trời đó. Tôi phải lên, tôi cầm phụ anh rồi đó. Anh có bó hoa tự làm, nó không được đẹp. Nhưng mà đây là cái tấm lòng của anh. Cảm ơn anh nhiều ạ. Cái này là đẹp lắm rồi á. Cái này chay, nước hoa. Em cần xịt không anh? Đúng rồi đó, xịt cái mùi, mùi nó đúng cái mùi của nó, mình hay không? Cái gu mình không đúng không? Tình lâm cho nó rồi thơm coi đó. Anh xịt cho em nha. Đó, cưng ghê không? Đúng mùi mình thích không nè? Dạ, mùi thơm lắm chị, vậy thì dễ chịu lắm. Không nhận thơm, y dầu thơm luôn. Thơm thiệt. Dạ anh ơi, em cũng không biết tặng anh cái gì á. Em là bên ngành cưới á. Cho nên là em sẽ tặng anh bộ đồ vest ha. Trời ơi, thôi, mở ra luôn. Dạ, anh cũng muốn mở thử đi coi nó có vừa không. Đào, mở ra luôn Đào, thử luôn Đào. Dạ, em thử luôn nha chị ha. Thử cái áo khác luôn coi. Ngại quá. Thay kia luôn, thay kia. Trời ơi. Wow, mặc luôn. Mặc luôn Đào, mặc luôn đi. Dạ. Chị ấy cái cổ ra cưng, ấy cái cổ cho anh cho nó chỉnh chu, xong rồi mặc luôn đi cưng. Vừa luôn. Có điềm rồi nha, có điềm rồi đó. Dạ được anh. Trời ơi, hai đứa chụp tấm hình luôn đi. Giống như quá trời. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Vừa in luôn á, ghê thiệt chứ. Chúc mừng. Rồi hai đứa nói chuyện đi. Dạ hồi nãy em có nghe anh nói là anh nóng tính á. Dạ không biết là anh nóng tính như thế nào vậy anh? Anh chơi mô tô.
anh nóng tính là anh lấy xe anh chẳng hạn anh chạy ra Phan Thiết rồi anh chạy về vậy đó. Nếu ở nhà có đồ gì để rẻ thì đập một hai cái vậy thôi, chứ không có cái chuyện về vũ lúc phu. Nóng lên sao biết được cái nào rẻ cái nào mắc, cái kia lựa chứ, có sự tính toán nhẹ hả? Anh nóng là anh đừng đập em là được. Chắc đập đồ nhựa không quá ha. Ừ. À, thí dụ hẹn hò nhau em ở Bình Dương đúng không? Dạ đúng rồi, em ở Bình Dương. Hồ Chí Minh để xem thế nào. Vậy anh cảm thấy đó, khoảng cách nó xa quá không? Trời anh có ơi, cái mô tô người ta phóng một cái dèo, giận người ta đi đi Phan Thiết rồi sáng đêm người ta về người. Bình Dương là cái gì đúng không em? Dạ. Ừ. Chạy từng tiếng là tới với em à. Dạ. Làm gì tới? Cái khoảng cách địa lý thì theo anh nghĩ thì nó cũng không có gì là cản trở. Em hỏi thử đi, nó anh Đào anh nhìn em có anh thấy nhắm cái cành cây này nó có thẳng không hay là nó cong? Cơ bản là nó cứng. Cứng để đậu được đúng không? Cứng để đậu được rồi đúng không? Thì cảm giác em thôi thì cái gì cũng phải có thời gian thì em nghĩ vậy. Dạ thì thật sự thì khi mà em đã trải qua một lần rồi, em niềm tin về hôn nhân em nó bớt đi nhiều rồi á. Em sợ cái cảm giác đó một lần nữa cho nên là em phải làm cái người nào đó làm cho em thật là sự tin tưởng chắc chắn là sẽ mang tới hạnh phúc cho em á, thì em mới dám thêm một lần nữa, chứ em cũng sợ. Đúng đó. Dạ. Anh thấy thế này nè. Đúng rồi. Giữa hai em á đều chững chạc hết rồi. Dạ. À, có thể quyết định rất là sớm nhưng có thể không quyết định gì cả. Dạ. Nếu như chính xác chúng ta biết đây là một nửa yêu thương của mình, quyết định luôn. Dạ. Anh nghĩ rằng là em nên đến bên bạn gái, nắm tay bạn gái để chúng ta có thể trao nhau một cảm xúc đầu tiên. Anh sẽ phải đi. Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng. Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng mắt cô gái. Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, tôi tưởng tất cả. Nhung nhớ đông đầy trong lòng mặt. Trời ơi hát. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay? Hay quá em ơi. Trời ơi. Bích hát đi, nhìn tặng hát Đào một bài đi. Này này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Đời này ta chỉ mong bên dòng sông ngoài có nhớ có thương. Ý, được đấy. Đấy, một chút thẹn thùng như thế, đó là một trong những điều rất là ấn tượng. Ngày hôm nay anh nghĩ rằng là các bạn đủ lớn, đủ suy nghĩ, đủ để chúng ta có thể quyết định một điều lớn lao trong cuộc đời của mình rồi. Và tiến hành bấm nút thôi. Nếu các bạn cảm giác đây một nửa mảnh ghép của mình, bấm ngay, đừng chờ đợi gì cả. Đúng rồi, không cần tôi đếm nếu luôn. Nếu thích, chúng ta bấm luôn. Một. Nếu đúng, bấm. Không đúng, chúng ta nhường nút bấm nó cho người khác. Hai. Đó, người ta bấm mất rồi. Hai, ba rồi, xong. Hết thời gian. Đào rất là nhanh nhạy nha. Một cái phật là bấm liền thôi, không cần suy nghĩ. Bấm tay nào. À, nói chứ các bạn thật sự là đủ lớn để quyết định những điều lớn nhất trong cuộc đời của mình rồi. Rồi Đào ơi, đặt một nụ hôn đầu tiên đi. Hồi nãy thấy mấy ông anh suối quá suối kìa. Hôn đi, hôn đi đó. Bây giờ đến cơ hội của em rồi đó. Mà anh khoái nhất cái đoạn đó thôi. Thương hiệu thời trang thiết kế The Maven gửi đến bạn voucher giảm giá 30% khi đến. Tại vì sở thích của em có lại phụ thuộc vào về Thanh Hóa hay Đồng Hóa. À, thế là có lẽ cái bài về xứ nghệ cùng anh ha. Thì cái bài này anh cũng là quê hương anh và nó cũng hợp với cái hoàn cảnh lớn lên của anh, cũng là từ đồng ruộng đấy, từ dòng sông này, bến nước các thứ. Thì quê anh thì ở Thanh Chương, Nghệ An. Nói chung là chỗ đó cũng rất là đẹp và người dân cũng chất phác thật thà và tốt. Thanh Chương á hả? Dạ vâng ạ, ở đồi chè Thanh Chương các thứ. Thanh Chương nhút mặn chua cà. Dạ đúng rồi. Nó nọ không về hay là chê quê anh nghèo đói đúng không? Dạ đúng rồi. Hay là chê quê anh buộc về câu nói đấy. Dạ. Đất Thanh Chương nhút mặn chua cà. Dạ. Ông Quyền Linh thích bài này á, cho nên ai ở Nghệ An ông cũng suối hát bài này trên trời. Tôi mê bài này lắm. Cái bài dạ thôi thì em xin phép chương trình mà các anh chị em. Rồi khỏi xin phép ai em hát cho bạn gái nghe kìa. Em nhá, em nghe nhá bài về xứ nghệ cùng. Bắt đầu. Em có về xứ nghề với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thăm đường tình quê.
Dạ. Đàn với người nó không vô được. À, vâng, nên em cũng mới tập thôi. Một mình dạ. Tình cảm hơn nha. Dạ. Dạ. Đàn với em đàn chưa được. Cái đúng đàn rồi. Với cái hát nó không có hòa nhau, nó kỳ lắm. Dạ. Hát. Vậy anh hát không? Hát hát không được. Dạ. Đàn này đến cất vào dĩ vãng đi. Em có về xứ nghệ với anh không? Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Về đó rồi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi anh thắm đượm tình quê. Em có về xứ nghệ với anh không? Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội, câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng, để ai đi xa lòng mãi nhớ về quê, nặng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi. Về đi em, về với quê anh, nước biếc non xanh đường quanh quanh xứ nghề. Về bên anh nghe lời thương của mẹ, em mân du xứ nghề chẳng hám kẻ giàu sang. Dù một nặng hai xương ấm bao tình nghĩa, răng gừng cay muôn mặn tiếng nói nọ giống ai. Dù dư đàn nói thương ai, lời yêu thương còn mãi. Em thương em có về xứ nghệ với anh không? Em thương theo anh về xứ nghệ cùng anh. Dạ, em xin hết ạ. Ráng lắm ha. Dạ. Quan trọng là cái hồn. Dạ. À, bằng cái tâm hát nhiệt tình đam mê thôi. Dạ. Còn giai điệu bỏ qua nha. Dạ vâng ạ. Rồi xin mời bạn gái. Có thể đáp lại đi. Đáp lại một bài nào đó. À, con Thanh Hóa là có bài gì hả? Con này không. Hả? Thanh Hóa là có bài gì? Mời về người Thanh Hóa. Người đi xây hồ kẻ gỗ phải không? Xây hồ kẻ gỗ. Ờ. Nóng quá phải không? Dạ không phải, tại vì nó bị vừa. Đây này, đó, để dạ. Vậy đi, để vậy đi. Đó. Tội nghiệp không? Bây giờ ráng ngồi đi. Người đi xây hồ kẻ gỗ đi. Rồi. Dạ, tại vì con lại không biết hát những bài như thế. Không, con hát bài gì cũng được hết trơn á. Dạ. Rồi. Bài quận Thủ Đức cũng được. Con hát một đoạn thôi nhá, tại vì con thực ra con hát cũng không có được hay lắm. Rồi. Cần lắm ngay lúc này, cần khóc cho vơi đầy, cần đi đâu đó xa chốn đây, cần khoảng không một mình, cần biến mất vô hình, cần lắm giấc ngủ yên bình. Người đã xa ta rồi, người bước đi qua vội, còn riêng ta trong đêm mịt tối. Người để lại những nụ cười hờ hững, bỏ lại một người ở sau lưng. Rồi. Dạ, con hát ạ. Hai đứa nó giống nhau quá. Đầu tiên là chú thấy hai đứa hợp về giọng hát rồi đó. Dạ. Tông một đằng mà hát một nẻo vậy đó. Đấy mà để cái đàn cho nó là ba giọng luôn. Thôi vậy cũng vui, cửa vui nhà. Không sao cả. Rồi bây giờ mình nói chuyện nhau đi nào. Hả? Thì gặp nhau đây duyên thì bây giờ hẹn hò đầu tiên đâu nè. Hai đứa thử coi. Nếu mà hẹn hò thì em thích ở đâu ta? Thì đi đâu cũng được, thì nếu mà em chịu thì anh sẽ đưa em đi. Làm dạ. Ở Bình Dương dạ. Đó, làm việc ở Bình Dương nè. Thực ra thì em chỉ muốn đi lượn quanh Sài Gòn để hít thở không khí thôi. Dạ. Thì em rất có một ước mơ rất đơn giản là chỉ muốn lượn quanh vòng tròn. Trời ơi, đi vòng Sài Gòn hưởng không khí gì, bụi không. Dạ, vui buổi tối đẹp luôn chú. Rồi, nếu mà em cho anh cơ hội thì thật sự bất kể lúc nào, dù có đang bận công việc thì anh cũng sẽ xin xếp thôi. Nói cái dạ. Này, chuyện này rất quan trọng. Nên là em không thể lỡ mái được, nên là... anh sẽ bất cứ lúc nào em cần thì cứ alo anh, thì anh sẽ khu vực nào thì nói chung nếu mà mình đã có cái động lực á thì dạ. Ở đâu mình thì như là yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, thì dù dạ. Có nửa đêm hay bao giờ anh cũng sẽ đến bên em, thì nói chung là dạ. Đó là cái yêu nhau bây giờ á, chưa gì á, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Dạ. Mày mốt cãi nhau, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo anh cũng bỏ qua. Dạ. Nhớ câu nào nói hôm nay nha. Dạ vâng. Bây giờ nè, đầu tiên là hai bạn cảm nhận về nhau cái đã, coi như thế nào. Bạn gái cảm nhận về bạn trai thế nào? Con cảm giác anh Quân là một người khá là chững chạc,
Còn không biết là cái phần về chăm sóc nhà cửa gia đình thì anh không biết sau này nếu mà thành đôi thì anh có hỗ trợ được em không ạ? Tại vì nói chung là đã là gái Bắc á, thì thời gian nội trợ là sẽ có. Nhưng mà vấn đề là em cũng muốn là người đàn ông của em phải phụ giúp em những vấn đề như thế về chăm sóc con cái hoặc dọn dẹp nhà cửa. Bên cạnh đó là cũng mong muốn là sau này nếu như mà có cái duyên mà tới được với nhau sau á thì cũng mong anh hiểu cho cái cảm giác của em. Rồi. Anh xin cảm ơn và anh trả lời câu hỏi của em là những cái chuyện bếp núc và chuyện con cái thì thực tế anh cũng đã trải qua rồi. Yeah. Anh tự lập 10 năm thì thật sự những cái đó anh cũng phải tự lo hết và anh. Ủa, bếp núc con cái em trải qua rồi. Không, ý là chỉ có vấn đề nếp dọn nhà cửa mà em học mỹ thuật nữa thì em chỉ cần nhìn qua cái là em làm một lượt là sạch. Trời, nó sạch cực kỳ sạch luôn. Và nói chung là còn về con cái thì hồi xưa anh học ở Nha Trang thì có chị dâu chị gái ruột anh á, là lúc đó anh rể thì đi làm hải quân ở Cam Ranh, thì anh lúc đó khoảng 20 tuổi thì đi học rồi về ở nhà chị thì chăm sóc sóc con của đúng chị. Rồi lúc chị có em bé nhỏ gì anh cũng đã trải qua rồi. Rồi từ khi chị bắt đầu có bầu gì anh cũng có thể nấu cháo hay gì đó cũng. Rồi chị cứ dặn nói mày sao còn mà có vợ thì vợ mày được nhờ, tại mày kể chi tiết tới chị có bầu luôn á. Thì nghe được chị rồi bây giờ là vô vấn đề không. Dạ. Còn thời gian nữa. Dạ. Bây giờ là cho nhiều thời gian lắm rồi, vô vấn đề luôn. Bây giờ là em cảm nhận cô gái này như thế nào? Dạ, em cảm nhận anh cảm nhận em thì cũng như người con gái anh mơ ước, thì thật sự em cũng là hiền và nữ, rất là nữ tính và quá xinh, nói chung nữa. Là rất là xinh xắn và dáng cao đẹp và rất nói chung anh đúng không? Anh cũng không biết cả nhưng mà nói chung là rất thật lòng và anh thích anh thương. Cảm ơn anh ạ. Rất đàn ông. Đó. Bây giờ vô thẳng vấn đề là vậy, bây giờ là hỏi nè. Thí dụ bây giờ mình tìm hiểu nhau được rồi thì khoảng bao lâu em có thể cho bên đàn trai bước tới? Theo dạ. cái thì đối với con thì con đến đây rồi là con có mục đích là muốn tìm chồng rồi ạ. Thì dự định của con là sẽ trong 2 năm tới sẽ kết hôn nếu mà tìm được người và đi cùng mình tới suốt cuộc đời này. Rất phụ nữ. Dạ. Con có một coi như ý định tìm chồng rồi đúng không? Dạ. Yeah, đúng rồi đó. Nãy giờ thấy là mới câu này là thấy ổn định rồi đó. Dạ. Bây giờ chúng đang lo đó. Rồi, bây giờ nào. Dạ. Tiến tới bạn gái nói một câu gì đó. Một câu gì đó tận đáy lòng của mình về dạ. người đối diện mà mong muốn điều gì đó. Nào, bây giờ đó. Nói vô vấn đề nha, đừng nói lòng vòng nữa nha. Nắm tay em nha. Nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Thì anh em mình gặp nhau đây thì anh cũng muốn em cho anh một cơ hội được làm bạn trai của em để anh có thể chăm sóc em và lo lắng những cái việc mà anh em mình đang thiếu một nửa, là chăm sóc, quan tâm, rồi là không để cho em buồn nữa, đưa em đi những cái nơi mà em thích. Dạ. Thì anh em nếu mà đã cùng đồng sức đồng lòng thì chân trời góc bể nào thì anh cũng sẽ đưa em đi, và chỉ cần em vui thì anh sẽ làm tất cả vì em. Bạn gái nói gì đi. Thực ra thì bây giờ con khá là hồi hộp, thì cũng mong là chúng mình sẽ cho nhau một cơ hội rồi nhé. Rồi cảm ơn. Rồi thôi bấm đi, không chờ gì nữa. Em ngồi đi con. Dạ, rồi. Vâng, cảm ơn. Đó, nút bấm đây. Để tay vào nút bấm. Đâu ta? Giờ không có chần chờ gì nữa rồi. Thật sự ra nãy giờ là mình thấy bạn gái rất là xinh đẹp nha. Ta bấm luôn rồi đó. Rồi nha. Bấm luôn. Con gái chỉ cần khen xinh đẹp thôi. Cả mọi thứ để đó mà họ lo được rồi đó. Dạ. Ê, biết tôi khen xinh đẹp ngay từ đầu. Ủa không có gì ở đây chứ nhỉ? Đây cái chiếc khăn gió ấm nè, chiếc khăn gió ấm nè. Cái này để cho tôi chút, tôi đựng đồ. Đựng cho hũ bấm rút ngay tặng. Dạ, con một bao thơ đâu ạ. Nhưng mà cái cảm xúc thật lắm, nhưng mà em viết thì lúc tối em có sức dầu thơm á, nó bị nhòe chữ nên em không thể. Ông viết xong sức dầu thơm vô cái chữ á, nó bị nhòe luôn. Đọc dạ. liền, đọc liền, mở ra đọc liền. Hay em đọc giúp. Rồi nãy giờ chút xíu nữa mất quá bộ thư rồi. Dạ. Từ thôi, em đọc thì nó sẽ không có cảm xúc được. Đúng rồi, em trai đọc đi. Đọc thì cái bức thư này thì em viết cũng rất là thơm quá. là cũng gần xuyên đêm á, nhưng rồi. Mà trời ơi, viết xuyên đêm hàng chi giờ đọc tới chiều luôn đó. Hồi đó viết xuyên đêm nước mắt rơi. Dạ, tại lúc tối cũng em cảm giác của em thì là rất là hồi hộp và
rất là thương. Thì em cũng nói thầm với bản thân mình là chắc bạn gái cũng vậy ha, không biết các bạn có cảm xúc như vậy không, nhưng mà đêm nay nếu mà bạn hồi hộp thì hai bên cùng hồi hộp chứng vậy cho mình. Rồi hôm nay là quay. Dạ. Vô vấn đề, đọc thư. Dạ. Tâm sự cùng em. Năm nay anh đã tròn 30 tuổi. Anh nghĩ tuổi đủ chín chắn để tìm người thương, để lập gia đình. Động lực thúc đẩy anh nên anh đã đăng ký chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò do ekip ban biên tập, do anh Quyền Linh và chị Hồng Vân hoặc chị Cát Phượng dẫn chương trình, làm ông tơ bà Nguyệt bắt cầu đưa lối xe duyên để anh và em có cơ hội gặp nhau. Anh chị là người phúc hậu nên anh rất tin tưởng và gửi gắm tâm tư, tình cảm và nguyện ước tìm được một nửa mà anh mong ước bấy lâu nay. Ngày mai là ngày ghi hình, ngày 18 tháng 3 năm 2021. Cảm giác của anh là hồi hộp, thầm mong và hy vọng. Anh mong ước em cũng cùng tâm trạng giống anh đêm nay. Ngày mai khi gặp nhau, anh mong muốn cho em cho anh một cơ hội để anh tìm hiểu và phát triển mối quan hệ tình cảm của anh em mình. Kết quả viên mãn là anh em được ở bên nhau, nên duyên vợ chồng và cùng chí hướng tới tương lai tươi đẹp, có công ăn việc làm ổn định, báo hiếu công sinh thành của cha mẹ hai bên nội ngoại. Anh là người rất chân thành và trong tình cảm, nên anh ước mong em cũng cùng chung tâm trạng cùng với anh để hai tâm hồn đồng điệu và cùng xây đắp gia đình, tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Không biết nói gì hơn, anh luôn chúc em luôn yêu đời, mạnh khỏe, vạn sự như ý. Anh cảm ơn em rất nhiều. Hay quá. Đây, bỏ vô đây để làm kỷ niệm. Rồi sẵn còn cái cảm xúc của bức thư á, là hung má bạn gái luôn. Lá đi thư nào. Xuyên đêm. Hay quá. Nào, cái hung đầu tiên nào. Vậy anh xin phép em nhé. Nắm tay. Rồi. Đó. Hùng xuyên má luôn đi. Viết xuyên đêm, hùng xuyên má. Cứ nói hàng nghe nè. Dạ. Đây là một con trai chân thành đấy. Dạ. Một con trai rất là kỹ lưỡng, chuẩn dạ. bị rất là chu đáo. Hơi dạ. lòng vòng chút xíu thôi. Nhưng mà dễ thương vô cùng dạ. luôn. Đây là một người cần tìm đó con. Dạ, vâng. Đi đâu cũng vậy. Ha. Đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân ghé lại anh chàng tên Quân. Nha. Dạ, vâng. Dạ. À, một cô gái tuy vậy thôi, dạ. cái trong sâu thẳm của ấy rất là nữ tính. Dạ. À, cô này nếu mà làm người vợ thì rất là chăm chút cho chồng, một người phụ nữ của gia đình đó. Dạ. Ha. Nhưng mà chắc cổ có lẽ là giữ hơn em chút xíu, đừng lo nha. Dạ, sao dạ, đâu, đó mà giữ gì? Không có nói chuyện giữ trong tình yêu thôi. À. Tức là có thể cầm... Có ghen không? Dạ, con thì con rất tôn trọng ý kiến của người khác nên là... Không còn ghen nói đâu. Nói chung là nếu mà ba con thì con sẽ không ghen. Con sẽ không ghen đúng không? Đúng rồi ạ. Không có ghen đâu, đừng có lo. Con giống như chú Linh nói không? Dạ. Một người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Có, con sẽ hết lòng vì gia đình. Con nấu ăn đồ dạ, ngon lành không? Dạ, con nấu ăn được. Mà cảm xúc của con bây giờ đối với Quân là như thế nào? Nói thật thì hiện tại là con cảm thấy là anh Quân cũng có những cái tính cách hoặc là những cái là cái một gì? Phần mẫu người lý tưởng của con. Mùa, dạ. Đúng không? Đúng rồi, vậy là ngon lành rồi. Nè, okay. Nắm tay chặt, giữ lấy dạ. thư này. Lâu lâu hai đứa giận nhau á, lấy thư đọc hết giận. Dạ. Mấy mốt đi gì về nói chuyện á, lòng, đừng lòng vòng vô thẳng vấn đề. Nha. Cái dễ thương nó lòng vòng hoài đó. Ha. Dạ. Con cũng hồi hộp, em cũng hồi hộp. Hồi hộp đó. Dạ. Nghiệp đẹp trai. Dạ. Đẹp gái. Dạ. Hai đứa hợp nhau đó. Dạ. Để con sớm đi nha. Dạ. Nó bỏ vô bịch đi, bỏ vô bịch. Cũng lòng vòng không biết làm gì đây. Rồi, đây là những món quà gửi tặng cho hai bạn nha. Dạ. Cặp nón để đi phượt đi đâu đó. Dạ. Ui, rất cảm ơn. Quá đẹp luôn. Đây là món quà của gì đó không biết nữa. Wow Dad. À 10 triệu đồng. Nếu như các bạn đăng ký kết hôn. À, Diamond hệ thống fitness yoga. Dạ. Gửi tặng các bạn một cái thẻ. Dạ. Tập luyện cho có sức khỏe. Dạ. Rồi. Còn đây là bộ son môi Yurika của Nhật Bản do thép Vina QA thép Nhật tặng cho con. Dạ, còn nếu như hai bạn đăng ký kết hôn thì sẽ có một món quà trị giá là 20 triệu đồng của thép dạ. Vina QA, thép dạ. xây dựng Nhật Bản sẽ gửi tới chúc mừng hai bạn. Dạ, dạ. Em xin cảm ơn ạ. À. Bạn nữ tặng cái này cũng có ý nghĩa đó, dạ. phải cứng cáp lên, dạ. phải bản lĩnh lên. Dạ. Rồi như cái cây này, một lá thư rất là tình cảm. Dạ. Hãy giữ lấy tất cả những kỷ niệm ngày hôm nay, nó sẽ không phai mờ theo năm tháng. Và biết đâu một ngày nào đó sớm nhất các bạn thông báo tin vui là tụi em
chuẩn bị cưới nhau. Như thế là chương trình vui rồi ha. Dạ. Thôi nãy giờ anh Vương Linh có chọc gì đừng buồn nha. Dạ. Em cảm ơn. Dạ. Có buồn thì mát gì Hồng Vân thôi. Hai cái, hai ngón tay không để gãy tay đó. Dạ. Nói từ quà cá. Em đưa cho anh cầm bớt đi. Cầm nón đi. Anh cầm hộ em vậy. Cầm bông này đi. Anh cầm hộ em vậy. Cầm nón nha. Ừ, đây rồi, mình ôm gấu. Dạ. Ok. Lên đường. Dạ. Vậy em xin phép ạ. Rồi. Em cảm ơn. Chúc hạnh phúc nha. Dạ. Tự em cảm ơn chị. Ờ, sao có đứa con tuổi heo cũng dễ thương ha. Dạ. Em có về xử nghệ với anh không?